Người Việt chúng ta sống ở bang Cali nói riêng chưa bao giờ thấy cuộc sống bất an như vậy. Một vụ cướp đồng hồ Rolex ở thành phố Roland Heights đang gây chấn động trong các cộng đồng Á Châu nói chung ở Nam Cali và đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta nói riêng. Theo nhật báo Los Angeles Times, sự việc xảy ra ở ngay bãi đậu xe của siêu thị 99 Ranch Market ở Roland Heights. Lúc đó, một người đàn ông và một người phụ nữ đang bỏ đồ vào xe sau. Khi đi chợ, thì có hai người lạ đi đến gần họ. Người phụ nữ kêu gào sau khi bị hai nghi can đánh bằng súng lục và sau đó bỏ chạy với chiếc đồng hồ Rolex trị giá là 60.000 đô của người đàn ông. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hai nạn nhân bị cướp, trong đó người phụ nữ gào thét sợ hãi. Các video đó còn có cảnh hai người ngồi trong bãi đậu xe sau khi bị tấn công và người phụ nữ tìm cách cầm máu cho người đàn ông đang chảy máu ngay trên đầu. Những video đó lan truyền trong cộng đồng gốc Hoa ở Los Angeles County và sau đó lan truyền đến nhiều cộng đồng Á Châu khác ở Nam Cali, gây chấn động. Hiện nay, ăn cướp đồng hồ đắt tiền là đang là một chuyện thường xảy ra ở Los Angeles County. Nhưng không ai có thể ngờ chuyện đó lại xảy ra trong một buổi chiều yên tĩnh ở khu vực San Gabriel Valley, nơi có đa số cư dân là người gốc Á Châu. Cộng đồng Á Châu đang phải đối mặt với tình trạng thù ghét trong những năm gần đây, và gần đây nhất có vụ nổ súng trong nhà thờ của người Đài Loan ở quận Cam, và bây giờ lại phải nhìn thấy cảnh cướp giật giữa ban ngày ở Roland Heights. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng cuộc sống bây giờ đang khiến cho người ta trở nên hung tợn và làm những điều mà theo bình thường là một con người khó có thể thực hiện được. Một nhân viên siêu thị 99 Ranch đã phải chùi vết máu của nạn nhân tại nơi sự việc xảy ra, khiến cho nhiều người đi chợ vào sáng sớm cũng thấy lo lắng. Bà Ly, một người nhập cư từ Hồng Kông, cho biết đến siêu thị này 2 lần mỗi tuần để đi chợ và rất lo lắng vì tình hình tội phạm đang xảy ra ngày càng nhiều hơn nữa. Mỗi lúc có nhiều chuyện xảy ra hơn, tôi mặc quần áo bình thường khi ra ngoài, nhưng thứ quý giá tôi đều bỏ ở nhà hết, bà nói. Các video của vụ cướp đó lan truyền trên WeChat, mạng xã hội được nhiều người Mỹ gốc Hoa sử dụng. Bà Zhang, nhân viên của một doanh nghiệp trong khu siêu thị và là người nhập cư từ Trung Quốc, cho biết bà rất sợ khi xem các đoạn phim và luôn tìm đồng nghiệp để đi chung khi hết giờ làm việc, và còn đang cân nhắc cầm theo bình xịt hơi cay để mà tự vệ nữa. Đại úy Steven thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles County cho biết hai nghi can là đàn ông trong độ tuổi từ 25 đến 30. Trong video, hai nghi can mặc áo lạnh màu đen, quần dài màu xám và cầm súng lục. Đại úy còn nói hai nghi can không phải là cư dân của Roland Heights hay là các thành phố lân cận, và hai nghi can bỏ chạy trên một chiếc xe Dodge Challenger màu trắng. Hai nạn nhân là một ông trong độ tuổi 60 và một người phụ nữ ở độ tuổi 50, chỉ bị thương nhẹ. Tuy người đàn ông chảy máu trên đầu và không cần phải nhập viện. Ông John, chủ tịch tổ chức Together Against Crime Foundation, đã từng nói với chủ của khu thương mại và hệ thống siêu thị là tăng cường bảo vệ ở đây trước khi có sự việc xảy ra tương tự như vậy. Một số người cho rằng hai nạn nhân có một phần lỗi trong vụ cướp này vì mang trang sức quá đắt tiền khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, luật sư Wang, một gương mặt quen thuộc trên các bảng quảng cáo ở San Gabriel Valley, cho hay không ai có thể ngờ là mình sẽ bị cướp giữa ban ngày như vậy. Luật sư này còn nói các trang sức đắt tiền là thành quả của công sức làm việc của các nạn nhân nên họ có quyền đeo ra ngoài đường và đeo đi bất kỳ ở đâu. Điều đáng nói là tình trạng cướp bóc ngày càng trở nên tồi tệ hơn bởi vì tình trạng an ninh càng ngày càng kém hơn. Sau khi nghe tin về sự việc, giám sát viên Solis của Los Angeles County đưa ra thông cáo: tôi rất đau buồn vì vụ tấn công hai người Á Châu xảy ra ở siêu thị 99 này. Những vụ tấn công ở Châu như vậy sẽ tiếp tục làm cho các cộng đồng chia rẽ hơn và nhiều người lo lắng hơn và cảm thấy cuộc sống bất an hơn. Nhiều người Việt ở Mỹ chạnh lòng mỗi khi Tết về.
Có người thì muốn về ăn Tết ở quê hương. Gần 20 năm miệt mài viễn xứ, hãy thấy trời lành lạnh, lên Facebook nghe chuyện mua vé về quê ăn Tết. Ghé mấy chợ Việt là lòng lại rộn lên, một nỗi niềm khó tả, bỗng ước thầm được quay ngược thời gian. Tết Nguyên đán về ngang trước ngõ đầy tuyết, thủ đô Washington DC đã quay trở lại vẻ trầm lắng vốn có sau những ngày lễ hội ồn ào. Có thể nói cuối năm, dẫu lạnh tái tê nhưng là khoảng thời gian rực rỡ sắc màu nhất. Không khí hòi chề tràn ngập phố phường từ đầu tháng 10, khi các siêu thị hay là nursery bắt đầu bán bí ngô, bánh kẹo, mặt nạ ma quỷ cho Halloween. Tới tháng 11, giữa thu vàng xe lạnh, ai nấy cũng tất bật cố làm xong việc để mà xin nghỉ phép về với gia đình trong Thanksgiving. Vừa xong lễ tạ ơn thì chưa kịp tiêu hết con gà Tây, thì khoai lang hầm, nuôi xào bơ thì đã lật đật xếp hàng mua sắm Black Friday. Qua tuần sau, bật kênh radio nào cũng nghe những giai điệu Giáng sinh vui tươi, rộn rã. Ra đường quen lạ gặp nhau đều tươi cười Merry Christmas. Chớp mắt lại nghe thiên hạ gửi thiệp chúc nhau Happy New Year. Đêm cuối năm cả nhà thì quây quần trước TV reo hò, nhìn quả cầu pha lê được thả từ trên cao giữa lòng Times Square, New York. Mà tôi để ý sau Christmas đã thấy hết lễ rồi, vì đó là ngày holiday lớn nhất trong năm, khi những đứa con phương xa tìm về với gia đình, bạn bè, người thân quây quần quanh cây thông Noel và những gói quà nhiều màu sắc. Năm mới với họ chỉ đơn giản là khởi đầu cho một thời khắc với nhiều mong ước cho sức khỏe và kiến thức, được nhiều tiền trong công ăn việc làm, chứ chẳng được nghỉ dài ngày như là các nước khác. Người Mỹ siêng làm nhất thế giới, nghỉ lễ chỉ đúng một ngày, thứ hai đi làm, thứ ba nghỉ Giáng sinh, sang thứ tư cơ quan nhà nước, văn phòng tư nhân, bác sĩ, luật sư mở cửa như thường. Ai muốn dài hơi thì tự lấy phép mà nghỉ. Tết Tây vừa qua, đã thấy Tết Nguyên đán về ngay trước ngõ. Tết ta thường rơi vào tháng 1 và tháng 2. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của Maryland, nói riêng và cả nước Mỹ nói chung, khi mọi thứ chìm sâu vào băng giá. Nhiệt độ luôn nằm dưới 0 độ, gió rít từng cơn nghe ê ẩm. Trận báo tuyết này chưa tan, trận khác đã dồn dập tới. Tuyết rơi cả đêm, dày hơn nửa mét. Xe chạy khắp đường xào xới, rải muối cho mau tan. Mọi thứ đen thui, dơ hầy chứ chẳng đẹp xinh như những gì mình thấy trong phim hay là tranh ảnh. Mọi khi đó là vậy, nhưng năm nay không biết sao trời ấm hẳn lên. Nhớ như in đợt lạnh kéo dài 2 tuần năm rồi ở miền Bắc và Đông Bắc Mỹ. Trời không có hột tuyết làm thuốc, nắng vàng ươm, nhưng trời ơi, cái lạnh âm 20 độ C như là nhát dao cứa sâu vào da thịt. Và gió lạnh từ rặng Appalachia dọc về phía tây Maryland ùa về. Gió từ vòng cực bắc khô khan thổi xuống bén ngót, len vào các khe hở áo quần, làm đông cứng từng tế bào da thịt. Bước ra khỏi nhà cứ như là có ai bê nguyên thau nước đá tạt vô làm xây sòng mặt mày. Muốn ngộp thở té xỉu ngay, đầu thì nhức bưng bưng như là búa bổ. Năm nay đỡ hơn một chút, ngoài một hai ngày mưa dầm thì nắng ngập tràn, thủ đô rực rỡ màu ở tầm quẩn quanh là 10 độ C. Mà thôi, 30 chưa phải là Tết, trái đất ấm lên hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu báo chí nói quá trời, sinh ra và lớn lên ở xứ nhiệt đới gió mùa, quen với ánh nắng mặt trời và những trận mưa rầm rề. Trời ấm được ngày nào thì cứ vui, mừng ngày đó đi, nghĩ làm gì cho tới cảnh tuyết rơi cho mệt. Hẹn lần hẹn lựa năm sau con sẽ về. Hồi mới qua Mỹ thì mấy chữ về quê ăn Tết coi bộ khó như là lên trời vậy. Lương 7-8 đô một giờ, mà vé thì gần 1.500 bạc. Có buồn, có nhớ thì cũng ráng dằn lòng hẹn một cái Tết mơ hồ nào đó sẽ về, chứ như đâu giờ. Quá trời hãng cạnh tranh bay Tết, book sớm của ANA, Korean Air, Air China còn đâu 700 bạc. Nói nào ngay, thở đó làm gì mà có Viber, Viviet, FaceTime hay là Zalo như là bây giờ, giữ liên lạc bên nhà bằng vài lá thư tay, viết vội giữa những đêm lo học bài không ngủ, rồi chiều nào cũng ra trước cửa, ngóng bác đưa thư, chờ má đi trở về mua quà bánh lúc nhỏ. Cuộc sống bận rộn, lu bu quá không viết thư tay, chuyển qua lóc cóc gõ email hay là nhắn tin qua Yahoo Messenger. Cuối tuần rủ người thân hay là bạn bè ra tiệm net nối mạng bằng điện thoại bàn.
Webcam thì chập chờn, lâu lâu đứng im như là tượng, mà có tiền cũng hỏng dám mở điện thoại bàn về nhà. Sợ sướng miệng quá nó một lèo, cuối tháng hóa đơn về choáng váng cả mặt mày. Phải ra tiệm mua thẻ, 20 đô gọi được 30 phút, mà phải nói liền một lèo, chứ ngắt nửa chừng là bị trừ gần hết. Đi chợ Tết ở Mỹ mà lòng chỉ muốn bỏ hết công ăn việc làm, ngồi máy bay 20 mấy tiếng để về quê ăn Tết. Mỗi lần ra chợ thấy người ta lôi những hộp mứt dừa, mứt bí thèo lèo đủ màu, bắt mắt của Đài Loan hay là Trung Quốc, có khi chục năm trước còn lại cũng hỏng chừng. Và các bịch hoa mai hoa đào giả bụi bặm bám đầy, mới hay, Tết đã cận kề trước ngõ. Lật đật mua một bịch thiệt to rồi vô công viên, thấy cành cây khô nào đẹp đẹp len lén bẻ trộm, đem về gắn mông lên, để giữa nhà coi như là mình cũng có mai vàng năm cánh. Và chạnh lòng nhớ ba với má, khi còn sống, năm nào má cũng gọi qua hỏi, Tết này bây có về không? Tôi luôn nghẹn lòng trước câu hỏi tưởng chừng vu vơ đó. Má tôi như những bà mẹ Việt ngày xưa tiễn con đi, rồi mỗi bữa lại ra ngõ, trái sau, trông ngóng con về, cồn cào ruột đau từng chập. Dẫu biết ba má thương con không hết, chẳng bao giờ giận hờn những đứa con miệt mài phiêu bạt vì manh áo miếng cơm. Nhưng lòng thì cứ rưng rưng mỗi khi nhớ lại, thế là hẹn lần hẹn lựa, năm sau con sẽ về. Tới năm sau lại hẹn năm sau nữa, sẽ về để mà má con mình đi chợ sắm đồ, mua cúc mua mai, trưng đầy trước ngõ, như những ngày xưa cũ. Hứa hoài, hẹn mãi, năm tháng tàn phai, cứ ngỡ cha mẹ như ông bụt bà tiên sống mãi với cuộc đời. Nào ngờ chớp mắt trở mình, họ đã bỏ mình ra đi không lời từ biệt. Hồi đó dù là bận trăm công ngàn việc, nhưng ít nhiều ba má cũng lo cho gia đình một cái Tết ấm êm. Bà lùi cùi dài hét thằng này dọn màng nhện, quét vôi tường, tới đứa kia thì đi xin khế hốt cho. Kỳ cọ chân đèn sáng bóng, má sai chỉ ra chợ mua me hột sẵn, lựa trái thịt mập căng tròn đem ngâm đường cát sống, chứ không ngâm vô nước đường nấu nguội, bởi me sẽ ra nhớt nhanh. Không để được lâu, thêm vài ký kiệu, phơi héo, cắt rễ lột vỏ, ngâm trong nước cho trắng. Lèn vô thẩu pha giấm, muối, đường, hong nắng làm kiệu chua, đu đủ với cà rốt gọt vỏ, lấy dao cắt miếng cỡ đầu ngón tay. Phơi hai nắng rồi bỏ thẩu làm dưa món. Mua mớ mứt dừa, mứt gừng, mứt dẻo hột dưa, mấy đòn bánh tét về mà để trong bếp, cúng ông bà và đãi khách. Và tôi giỏi nhất là làm đầu với tai heo ngâm mắm. Trời ơi, chẳng biết ông làm cách nào mà chỉ cần ngâm hai bữa thôi, mắm nhĩ trộn ớt xiêm thấm rất đều. Sắn một miếng thịt ra vừa giòn vừa dẻo vừa dai, cuốn với bánh tráng ăn ngon không thể mà tả được. So với các thành phố như là Los Angeles, San Jose ở California hay là Houston ở Texas, thì người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC không nhiều. Theo thống kê thì có khoảng gần 50.000 người sống rải rác ở DC, Maryland và đông nhất là ở phía Bắc Virginia. Và tất nhiên nơi nào có đông người Việt sẽ có một khu shopping để mà tụ tập đồng hương tới mà mở nhà hàng, siêu thị, tiệm ăn nhanh hay là trà sữa. Khuy đền hay là vườn địa đàng mang dáng dấp của chợ Bến Thành là chốn để cho bà con trò chuyện, gửi tiền, sắm vàng, hớt tóc, bán một dĩa cơm tấm bì sơn, ổ bánh mì, ly chè ba màu, nước hay là mâm, bánh bèo, bánh bột lọc, chả lụa, nem chua. Cuối năm, chẳng cần gói bánh tét, bánh trưng, bào dừa, ngâm me, xên mức, làm kiệu chi cho mệt. Cứ tây đền hay là mấy chợ Việt Nam, đảm bảo tất tần tật những món ngon ba miền ở Việt Nam, bên này có đủ. Mà người Việt có tật đói con mắt, thấy gì cũng muốn mua. Tại cả tuần mới đi chợ, cả năm mới Tết một lần mà. Nhìn thức ăn ngon, đồ quen là hốt hết, chất đầy xe mang về, kệ tốn có nhiêu đâu. Cứ chất tủ lạnh ăn dần, rồi nhìn quẩn quanh ở nhà cho nó mát mắt. Nhưng cái thiếu ở đây, đó là vị mùi của ngày Tết. Ghé mấy chợ Việt thấy người ta bày bán hộp bánh mứt hay là mớ bao lì xì từ 8-9 đời dương, lòng lại rộn lên một nỗi niềm thực sự là khó tả. Nếu Tết rơi vào cuối tuần thì còn đi chùa Giác Hoàng hay là chùa Xá Lợi để mà lễ Phật cầu an. Trong tuần đành chịu, bởi phải đi làm mà kiếm sống, nếu có xin nghỉ cũng 1-2 ngày chứ nghỉ lâu lại thâm vô ngày phép.
Các hội đoàn người Việt ở đây cũng tổ chức hội chợ Tết vào dịp cuối tuần để bà con rảnh rang mang hoa quả bánh tét, mang mức củ kiệu, dưa hành tự làm tới để mà bán. Ở đó có những đứa trẻ sinh ra ở xứ người, cô cậu thanh niên, ông bà già lụng khụng mặc áo dài, khăn đóng, kèm theo cái áo bông dày, tung tăng giữa nắng nhạt vàng. Có bánh chưng, bánh tét, gói bằng lá chuối, lá rong đúng hiệu. Có thẩu me xanh ngâm đường ngọt ngọt, thau mức dừa, mức bí, mức gừng nồng nạt trên đầu lưỡi. Thỉnh thoảng thì người ta đốt pháo đì đùng như ở Việt Nam mấy mươi năm về trước. Dù là bận bịu, nhưng ai cũng tranh thủ ra ngắm cho có không khí. Đôi khi ngậm ngùi nhìn vài cụ ông cụ bà đầu bạc trắng, đầy vết chân chim bởi những vất vả lo toan và nỗi nhớ nhà hằn ở trong từng suy nghĩ. Nhờ con cái trở tới để mà ôn cố tri tân, bè bạn gặp nhau mừng mừng tủi tủi, gặp nhau lần này rồi hổng biết sang năm có dịp nhìn thấy nhau hay không nữa. Cũng mê mẩn nhìn hoa mai vàng tưng bừng khoe sắc, chậu cúc đại đóa vàng ươm nằm gọn trong lòng bàn tay, hay là cành đào hồng tươi rói, nói thiệt ở quê cho cũng hổng thèm. Cho nên dù là hoa có mắc gấp đôi gấp ba ngày thường, ai cũng mua về trưng cho có mùi Tết. Mới hay, người Việt tha hương khắp bốn bể năm châu nhưng vẫn khó mà hòa nhập vào văn hóa xứ người, giữ cho mình những phong tục tập quán cổ truyền để mà làm niềm vui và quay đầu về quê cha đất tổ. Tháng năm vô tình đi mải miết, gần 20 năm miệt mài viễn xứ, hễ mỗi lần thấy trời lành lạnh chuyển sang đông, lên Facebook nghe bà con hỏi chuyện mua vé, lại thấy chạnh lòng nữa. Tết ơi, năm này lại không về. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.